Bây giờ anh em chỉ cho cái nhà chỉ cho anh ba hát một bài bản ca kêu ơi. Con tư. Ôi ca kêu ơi si ấy con vách vách vách. Bà cố độ mẹ từng lần luôn. Cả nhà. Mình chào cả nhà. Bữa nay anh em mình ra ruộng ẩm thực. Chào cả nhà. Mình hôm nay buồn buồn lang thang đi kiếm đồ ăn nên mới có gì ăn không cả nhà ơi. Ra ngoài ngoài biết cái nào. Buồn buồn anh nướng cho mực. Ô mọi người ơi, lưới mọi người cũng gắn ý lộn. Mày làm gì vậy đâu? Gỡ gắn đem nướng. Gắn của ông, gắn nướng của ông á. Chính mày gỡ làm gì ông bà ơi? Thì mình gỡ nướng sao nướng trước đi. Ô gắn gì tú, gắn gì? Nướng nhạo luôn hả? Ô, ngon quá trời hành luôn ta. Chứ làm vậy thọn vậy không thấy gì. Thật mẹ ô, gắn này dính đâu chó rồi. Ủa gắn này cả ký lô á. Nó dao nè, nó dao mũi ra. Ký lô luôn. Còn cứng không ta? Nè. Sao thấy gùi bu kiến đậu quá vậy? Ủa người ta, ủa người ta, trời. Ông bị chín luôn, ông chịu thâm nhân trời. Ông trời bởi lên chín là thiệt tình đó thì mày ruộng lưới mày dùng bỏ nó cho tao. Dân mà không chịu vậy đó rồi để cho anh em lên đi. Cái góc này hay quá ta. Ú, cả nhà gắn bự trà bá luôn. Chút mà đem 300.000 trả cho ông đi. Trả gì? Cái này lỡ bác phạt ông thêm. Ông ông vừa không? Đồng quân đồn luôn. Cả nhà gắn hỏng hành coi đó. Cả ký lô lên á. Ký lô cả nhà. Ủa, ngon quá. Anh em mình đem mồi rồi mà giờ lội ra mồi mới nữa. Bởi vậy. Chào cả nhà, giờ mình tới bến Thiên Kiều rồi. Chơi chỗ mình ăn rồi. Cả nhà thấy không? Ăn cực khổ quá cả nhà ơi, trời chuyện mưa quá không biết kịp không cả nhà. Thì anh em mình có mồi mọi người. Nè lại đây mọi người, đây là con cá lăng anh em mình nói chung là anh em mình mua chứ không có bắt. Mua người ta nói chung là ta làm sao có cá lăng mình không biết. Người ta cào á. Cào hả? Ờ, người ta cào điện dưới sông á. Ừ. Mình mua. Thì giờ anh nói đi. Hả? Anh nói đi, nói đi. Cũng như cả nhà bây giờ người ta cào điện dưới sông chứ không có điện thì không bắt được cá lăng. Không bắt được cá lăng, giờ mình mua chứ mình không có có dùng điện. Đó cả nhà thấy rồi. Còn anh ba ảnh hỏi nướng gắn năng lên. Ờ, nói. Mua gắn là cả nhà mình đi ngang mà lưới không dính không dính nhưng mà sáng giờ không thăm giờ gắn xinh luôn. Nó làm nó bị nó muốn sình nắng quá nắng nó cháy da luôn á. Bỏ miệng nó mới tủa này. Không. Bây giờ cả nhà bây giờ mình xuống đó mình ăn, mình nấu. Trời đang mưa, nghe ấy lộ bạch, trời chuẩn bị mưa. Không biết anh em mình ăn được không đi. Ăn cũng khổ quá cả nhà ơi. Thiệt tình mới biết gì mình không ăn đâu. Bởi cái miệng mà tiền kiện cái thằng khổ quá trời. Tao bật mẹ ăn, tao bật mẹ, cả nhà đứng luôn rồi. Tao bật mẹ mới mua 20.000 bạc hết luôn. Có hồ tiêu luôn rồi. Bà mẹ nó còn dép rồi mang. Có hả? Quăng hả? Tao đi đây hoài. Đi đã chịu. Đã đăng không có tiền. Trời đứa thừa nó trời. Mang trước ta đi sau, thừa đứt quay. Mẹo là tao đi ra ngoài này dùng cái ông đã hộ. Lúa của tao đạp hết. Đạp đâu rồi hả? Chủ mà trưởng tao lên tao quýnh chết. Thì chết rồi mày chôn tao. Bắt mới dựng đi. Chết hết 4 người sao em chôn. Ông ở đây hả? Tưởng đâu đây. Đây hả anh Mao? Ai mà biết ông kêu đi này tôi đi này. Đi này nè. Nào. Có từ từ. Chứ dép này với dép kia gộp vô được đôi rồi. Nào. Kìa. Lâm coi. Ngon tư ngon. Im. Làm gì vậy? Im. Đâu dép nào đâu. Đó. Đâu. 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 Kêu gì à? Ông đi ngoài đó kêu. Lao. Dép này sao mang gì, dép kia sao mang được. Mang giống quỷ luôn. Cái đạo một hả trở lại coi. Ồ, bây giờ thấy cái ngoài không? Ừ. Anh chín anh dân mà anh bỏ vậy là nó dính đâu hồi sáng vậy. Còn mày cắn mày ấy cục lưới vậy rồi mơ ông phát hiện mắc cục lưới ông tử mày chết luôn. Trời mắt thì mày đền. Không phát hiện thì mình đền. Cả nhà thấy gắn hoành không? Ê, hoành nè.
Cái này cứ bằng rắn hổ hẹ. Rắn này chắc cỡ rồi đánh rồi. Chắc cỡ lít mấy cho mình? Ký tư. Khoảng lít mấy cho mình? À. Ký tư. Bây giờ cả nhà bây giờ mình tới. Ủa lạ trời. Cái nhậu chín nó chết mà nó còn mang cục bớ, nó bới đầu tóc đó cả nhà, bới tóc cả nhà thấy không, gấu hành cái này là nó bụi lắm. Ông đậu làm gì trời, tù chết. Lao tù lao mà hát biểu diễn hoài làm được cái điện thoại làm được cái điện thoại. Qua trời của anh. Dạ. Ăn da không được. Ủa cả nhà ăn da không được, được qua bàn thu mạc. Gạt thú được. Có ai gạt thú. Cả nhà thấy không, hai ông nội tàu lao than không mấy rồi đi lấy củi gì nè. Rồi mơ tới xuống tắt mẹ rồi. Tắt chạy vô. Không biết nữa, chung với lúa trốn nè. Tàu ơi. Thôi thì giờ Lộc cũng xin giới thiệu sơ sơ món anh em hôm nay là mọi người. Thì ở đây thì cá lăng nè mọi người thấy không, cá lăng này cũng khá là to. Thì cá lăng này được chị ba bá ấy cho nó bớt nhớt rồi mọi người. Thì anh em mình sẽ sử dụng cái bạc này để cuốn là nướng. Không phải nướng mà hấp, hấp cùng đây để cho mọi người xem. Thì sẽ hấp chung với hũ qua. Rồi anh em, nói chung là anh em sẽ sơ chế rồi để cho mọi người xem mọi người. Thôi bây giờ ông nào củi ông nào chuẩn bị nguyên liệu chuẩn bị đi. Gọt cái gì? Trơn. Gọt hết rồi kìa. Giờ mày không đỡ lên. Mẹ gì kìa bà anh bạnh thằng. Không mớ cá. Ủa, mẹ cây nào cái nào cũng chờ rồi á. Nướng một chuyến nó lâu lắm. Lửa than nhiều cũng được, nó không đổi đâu, nó không khác. Bây giờ đầu tiên cả nhà bây giờ mình bầm xả. Bầm khoan, bây giờ anh Tư bỏ cái gì rồi. Đằng nẵng anh em mình có lá chanh phải không? Đằng kia hồi nãy. Còn đó có lá chanh. Thì anh em mình sẽ nói chung là anh trước tiên thì giờ gọt cái cạo cái thằng gì? Cạo này phải không? Dạ. Còn anh Ba làm gì? Mình quăng cá vô. Anh Ba gì? Không có, anh Ba gì giữ lấy cây móc lên móc cấy lúa đi. Nó cấy lúa đi. Rồi cả nhà bây giờ đầu tiên. Ông Tư ra cấy đi. Lúa ta thôi đừng có chân kìa. Cấy giùm mày. Tuyệt vời như trời. Cạo da nó. Cái nhà mình đang cạo cũng mưa lắm á. Mưa, đang mưa. Mình cũng tổ chức làm cái món này mà không biết nó ngon hay nó dở. Cả nhà cũng thông cảm cho mình ha. Để mình theo dõi anh em mình làm sao. Không, cái này cả nhà ơi. Ông Tư cái này ông chế biến nha, tôi không biết nha. Cái này ông Tư có gì thôi ông Tư nha, thôi tôi cả nhà. Còn thôi đó, để con chế biến cho. Dạ. Ừ. Mày chế biến quỷ ăn hay bị chắc, bữa bà mẹ nhưng món bữa đó bỏ rồi. Sau đó lử luôn á. Mày làm cái tao bỏ rồi nghỉ ăn luôn á. Tao thở rồi. Ừ cả nhà giờ mà anh em mình làm mình chế biến cái món mình chưa biết gì tới chút xíu nữa rồi cả nhà mới thấy nha. Chút xíu nữa mới thấy phải không? Dạ. Ừ, thấy đặng thấy phải không? Từ thấy. Từ nó thấy nè, thấy cả nhà. Hoàng hôn từ từ cũng thấy à. Ừ. Từ từ trong lưới vừa có nóng lưng tao mày bé không? Lửa nhiều không có than nữa. Không dám không? Không. Ừ. Bữa này ông này ông là chặt ba cái đầu gì? Cái gì? Đầu nhân mối. Cái này nè. Đầu nhân mối. À, cái này là gì? Hả? Cái đó là gì? Hũ qua tay á. Ông chặt hũ qua tay á. Nó nói thì nói dữ dằn. Hũ qua đơn kiết. Trời bà con cả nhà mà ông bẻ cái trái hũ qua tay này ăn sao được cả nhà? Bà mẹ nó bị cùi lỡ thì năng sao được. Nói một sao quá năng vô đó mà nó mụn sao kêu ăn chưa ông Tú con gà cháy gừng luôn kìa. Bẻ để đó ông lấy con ấy dùng đá mà thâu dục làm gì vậy kiếm chuyện hoài còn Tú đâu rồi mày đưa cái lần này tao bầm xả coi cháy giận nè mấy cái móc chín chân Tú cháy giận rồi nè. Còn Tú không mấy thì anh Ba đưa cái lưng ở đây tôi làm xả. Đám thớt kìa quên. Đưa cái lưng xuống chứ bây giờ cái đám thớt. Khoan nó cắt hả? Rồi. Làm nôn chứ gãy con mẹ. Nè. Nằm đây. Bị. Nè.
Anh đi ông nào nhỏ? Có bao nhiêu cũng... Đau! Thấy cái đứa đàng hoàng đấy. Đạp vô nữa. Lao, wow, lao xả tao phải đạp chứ. Cả nhà giờ mình chơi gì nó mới sốc hàng nữa cả nhà. Nó đầu tiên. Đau rồi, đau không? Mỏi quá. Mỏi hả? Ăn này chắc chắn chết. Ồ, cái nhà mình sắc xả giờ có anh ba ôm không được, nghe cái mông thì nó mới chính xác. Nghe cái mông đi nó mới vàng. Ừ. Sao mày giỏi mày không chọc mông xuống? Bắn lỏng đó. Tao nóng tao bầm luôn á. Mày đi ăn mẹ xả tên đi. Nè nha. Làm hết không không. Ông nội đi ngồi im cho cái đống thớt nó bằng thẳng luôn coi. Nó bầu vào quá. Quýnh tư đi trời. Ừ. Hát ô. Khốn nạn này. Chắc chết. Im. Rồi ba. Tao bầm nó quăng. Tao bầm xả tao đổ chân luôn. Để ăn luôn. À, cả nhà thấy không? Mà cả nhà nếu mà muốn bầm thì nó kêu bạn bè gần ở trong mông rồi đó. Cậy đó. Người em. Rồi. Em. Trời ơi trời. Chặt bể một cái bông luôn trời. Vừa thôi thì nhắn đừng nhắn quá vậy. Trời ơi nhắn nè. Ôi là sớm quá lắm. Ủa là trời cái đầu xuống ông nội. Nhắn xuống sau đó ông xuống gốc lên. Không có gốc là đè xuống rồi hai cái chết luôn. Mà sao mà nhắn rồi dưới cái đầu gốc lên không cho đè xuống. Trời ơi, được á. Chưa. La chút nữa, la chanh nữa. La chanh nữa. Rồi hết luôn. Rồi ông làm gì đâu trên mình, tôi hơi muốn tôi chứ phải muốn cá. Chọc tôi quá. Trời cái thằng đi lên đường. Đầu lao em đứng em lại đây đổ á đau trời đưa cái mông xuống. Ồ vai mày lấy con dây buộc cái giò không đây. Cả nhà bây giờ mình bầm mớt luôn. Ừ phỏng phỏng rồi có đít mọi muốn chết mẹ đi nhóm đít lên đổ mẹ hết luôn nhóm đít lên nhóm lên đâu đâu đổ ăn lẹ rồi đâu. Ủa là trời. Ủa là trời, tao cũng chết luôn. Ác ông trời. Đủ mẹ chứ. Ủa tú nó xuống nó coi. Không có lộn, anh mới nhấm rửa rồi. Hết than rồi. Để vô đó đi. Để luôn hả? Ừ, để đó đi, trong cái điều này. Này bông ngọt hả? Chứ mình chảy trên. Ủa. Rồi được rồi. À, bà nhà đây hả? Vừa nhiều quá đụng con tử. Ủa, có nắp nó sao mà nó kỳ vậy anh bạn? Nắp đó rồi, nắp đó. Dạ. Mà người nắp đồ, nắp muối đem để ra nắp bông ngọt. Đây cả nhà bây giờ coi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 con. Thì nó 8 hột muối thôi. Trời. Ừ. Thì miếng này rồi được rồi. Được rồi. Để nghĩ ăn. Ủa sao mà cái nắm nó kỳ anh bạn? Nắp này để em nọ. Ai biết. Nãy anh nói. Rồi mày ở không chứ mày chè xẻ cái này ra coi. Nãy giờ muối. Không nói. Ừ. Muối có mất bầm nữa hả? Sao không bầm? Biết trẻ không? À. Thôi thì anh em mình đè xuống thử anh Tư, đè xuống thử coi đủ không? Anh em không biết có đủ không mọi người? Chắc không đủ rồi cả nhà, bị gì... Đè xuống anh đè sâu xuống cho em, anh đè sâu xuống này. Cho lọt lòng xuống này. Rồi giờ lót đi, tới đâu thì tới. Được rồi, ok. Bây giờ... Chưa. Để kia trước hả? Ừ. Rồi cả nhà bây giờ mình sắp đó mớ thôi. Mới rồi được rồi ông Tú ơi, nhờ mớ thôi. Nó cả nhà mình bẻ đi vì nó cục quá cả nhà. Nó dài đi. Nhiều quá nó cộm. Tắn mấy đầu đi. Nó được. Anh tắn đầu nó không được rồi, anh sắp cá vô đi. Được rồi. Bị giờ cả nhà với bác rồi thiếu kém á, bị giờ giờ nó không ai bán đâu. Bình quân ra nè. Đừng có bẻ ngang. À. Anh sắp chở đầu đây, sợ đầu bên kia. Bóp để vô luôn không? Để mớp một để nước ngoài. Nó có da. Ờ cái nhà bữa nay mình ăn món lạ luôn. 9 con. Ừ. 9 con người 2 con. Còn nhiêu còn nhiêu còn nhiêu ba hết. Ừ. Ờ cái nhà bây giờ mình nè, gắt ba con và muối ba con là anh ba. Muối muối xả. Muối xả đồ á với chiếu của anh em làm dày quá đồ. Ồ, lá chờ nó có đó lá chanh á, chanh cười á cả nhà. Ớt chân nữa. Không, nhiêu à? Được rồi, được rồi. Nhiêu à? Này.
Trời ơi. Cái đó là bẻ đầu sau. Vâng. Cả nhà về trong cái gỗ nó hẹp quá. Mình phải dùng cái tấm thớt. Mình nó cuốn được nó. Nè cả nhà thấy không? Thấy ngon không cả nhà? Đó. Đây là lá chanh. Đó. Rồi này là lá quýt. Ủa cũng lá chanh luôn. Lá chanh mà bị thẹo. Nó bị thẹo, nó bị ông thư á. Nó lá chanh, nó bự. À, dạ. Lá chút. Đó, cả nhà mình nhớ y gan mình gói bánh tét giống hồi xưa mà tới ngày mình Tết á. Tới nguyên đáng đó cả nhà. Ngày Tết á. Đó. Ngày Tết á. Bánh hồng rồi tới canh ngồi nồi bánh tét á. Ngày Tết nó lầu danh lâm vợ nè. Chờ đợi mua ngày không thấy cả nhà gì đâu. Quán lòi lum chân kìa. Gì? Lòi vô ngoài lum. Giỡn hoài. Tu quán mà lòi. Ấp vô đi. Nó này. Chắc này. Ấp xuống đi. Nào. Cái đồ tuyệt vời luôn. Món này chắc ăn ngon lắm á. Còn có dây ra buộc lại. Cổ dây. Buộc dây. Buộc con tú gì đó nướng. Đó. Rồi. Thì anh em mình để gì cái anh em mình ăn rồi. Bưng cái thớt lên nướng luôn. Ủa, cả nhà bây giờ là cả nhà mình nó cá lăng này mình để vô nó mày á lăng hả mày chết này nào lăng nhằng cả nhà thấy không này món này ngon lắm không làm á cả nhà thấy không mình làm cái này quấn qua gối gì thấy ghét giống ai cái này không biết cái gì gối giống hệt vô nó lá bánh tét gì đâu hả bánh tét vậy đó hả dạ chào bà con đậu quýnh hoài vậy ai quên tôi quýnh con cái mà không ăn biết thui luôn cậu ra đi cái luôn á mày ôi trời ơi cái luôn á có gì nó từ từ nó chín chứ có gì nữa. Bà nhờ quýnh mình mới tỉnh. Thôi đi. Thì bà em thổi ông nội. Thổi đây ông ơi, dạ em thổi đây, tôi hơi cục ngẩn hả? Lấy cái bài thổi luôn. Muốn mớp không? Trời, muốn mớp luôn. Không ăn mớp, thổi chết. Có hờ hám gì đâu. Alo 1 2 4. À hiểu rồi. Ca bảo nhà coi trời ơi làm gì quá rồi. 1 2 4. Làm phát trực tiếp rồi vậy. Đâu. Nghe bên vườn hát bản rồi. Đâu. Hát bản dòng sông quê un. Quê un hả? Trời ơi. Em tới hát bài Khmer coi. Đâu. Mà làm ăn mang Campuchia. Đâu. Như là Campuchia. Ô bạn bồn ta luôn chị bình ơi lỡ đây sùng bè sùng con có rõ mồm ta muốn vô thiếu đậu nhôm xòm mỹ tốt có đôi mỹ thùm lịch bồn ta kê cái sàn ô bà ông đậu rồi nè ta đang ca hấp dẫn ở nhà quýnh đến hoài à
Anh biết cái tiếng âm gì không? Tôi chết, muốn tôi tỉnh lại. Wow, quá hơi chết. Wow, wow. Tự liền bay đầu tự. Anh ca đây, tôi ca rồi. Ờ, tôi biết tiếng miên đâu ca. Dạ. Ca tiếng Lào được không? Được. Biết tiếng Lào, tiếng sau, tiếng Lào sao? À, tôi nói nè, cái bản nhạc Campuchia hay lắm. Dạ, 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 bây giờ tôi chỉ cho anh hát cà cơ ơi. Rồi. Anh để mua vô miệng đi. 1, 2, 3, 4. Bắt đầu cắt cái nhà theo dõi nha. Bây giờ mình chỉ cho cái nhà chỉ cho anh ba hát một bộ bản cà kêu ơi. Trắng tư. Con cà kêu ơi, xí ầy con vách vách vách. Bà cố đồ mẹ. Ôm lại đấm bon, bà chắc nè liền. Ôi cà kêu ơi, ý cà kêu ơi. Sao ông cà mà ông muốn bài giọng đầu? Ông hát là tôi muốn. Ta chỉ cho ông hát mà. Dạ. Ừ. Ma cẳng còn tâm bon chắc lùi. Quên cái đầu ông Tư. Ông cứu độ chỉ cho ông hát là cả nhà. Chỉ ông hát mà ông tàu lao mà. Vậy? Sao? Bây giờ anh muốn hát nhạc mùi của người cam không? Ừ. Mùi hát cam mùi sao? Mùi sao? Chỉ anh hát nha. Ừ. Ừ, cái nhà chỉ cho anh ba hát cái nhạc mà của Campuchia nhạc mùi luôn á. Ngủ đó. Rụng rúng luôn á. Ngủ không? À, ừ. À, nè mình cho. Alo, mùi phi bay, buôn phẹm, mà mùi bên bay bay buôn luôn đó. Chào anh. Vô. 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 Nãy giờ anh nghe gì vô? Tôi la vô. Tôi nghe nhạc bồ mà không cho nghe luôn. Thì tôi la tôi vô á. Tôi nghe không hát đâu. Đã lâu rồi tôi đi quê mong mơ. Đi quê. Bảo mẹ không? Không vô. Đi quê. Chắc chắn tôi đi quê. Tao. Ủa không vô lòng nội. Ai biết đâu. Được rồi. Ta đã vô mà. Tao mập một tiền dẫn xỉu ngọt. Ừ, thấy phải không? Phải. Cái kia cho chán. Mày xuống đây mày ra ăn bản. Em đâu biết cá. Cái kia ta? Hả? Cái show dưới đây. Ủa rồi sao mày không chở cá? Tao vô ba cá rồi mày. Để vậy cá chính xô chơi đi. Thôi. À, chào cả nhà, giờ cá chắc nó có thể là nó chín rồi cả nhà ơi. Bây giờ chào ba anh em. Chào cả nhà. Rồi bên em mình khui. Ba anh em cái này khui ra cái này. Con nó làm sao chống rồi. Dạ. Bây giờ mình khui cho cả nhà bất ngờ coi. Cá nhào nó chín mẹ cho luôn rồi. Ồ chín giả tuyệt vời. Tuyệt vời một đêm hoàng hôn ở bà con nó soi phụp nè. Khác luôn nè ông ơi. Wow. Đây lủng da nó khác nè. Ồ cả nhà mình lót với bạc mình cái kiểu mình hấp á. Hấp với bạc, hấp với bạc. Nướng với bạc. Wow. Bây giờ như cũng như hấp mà như nấu lộc ha. Tao cái nhà giờ cá nó đang chín rồi. Đang chín nha. Nó chín rồi. Rồi. Bây giờ anh em dùng. Giờ thời Bình Quốc. Ồ cả nhà thấy không? Tuyệt vời không? Thời tới thời một quốc. Một cái hoàng hôn mà nó rết rết con cá lăng mà nó biết ăn ở ăn xả luôn cả nhà. Nó ăn muối. Thôi, mọi người cá này lăn, nó lăn vô giấy nằm. Do là anh em mình không có đi nước ở dưới nó bị dạng giống như là nó bị khét nó béo nhưng mà hơi không sao vẫn ok. Không chớp từ. Hả? Chờ chớp. Ông chờ chụp hình mà không biết dính ai. Cái dính này quá. Coi giờ mình mời cả nhà cái. Bây giờ mình mời cả nhà. Mình mời cả nhà ăn chung luôn ha. Bây giờ cả nhà quá ngon tuyệt vời luôn. Mời cả nhà ăn cá trên nè. Ừ. Cái này có ớt nè, ngon nè. Cái để mình chấm chấm nè. Nè mà nè cả nhà mời mà, mình mời cả nhà luôn. Mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Ngon quá ta. Cá này ngon quá. Công nhận cả nhà cá này là cá cá sông chứ không phải là cá nuôi. Cá tự nhiên. Ờ cá tự nhiên á. À. Còn mình ăn nó là sông luôn. Ừ. Đúng không? Quá ngon. Thiệt không này ngon. 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 Cái này được cá lăng nha nó mới ngon dữ. Ừ. Đây cá lăng đầu già đồng của mình cả nhà. Kiếm đầu già cá lăng nha. Cá lăng nha giờ nó nuôi là thường xuyên luôn. Còn cá lăng này là không có nuôi. Ăn đi mọi người, ăn mọi người. Cả nhà nhiều lắm. Ăn đi mọi người, người cứ con thôi mấy. Tao. Ngửi con cứ vô à. Cả nhà ăn đi ngửi con rồi vô đồng nhịn luôn. Ồ mời cả nhà nè. Quá ăn luôn. Nhịn ăn nhịn nè, còn đâu muốn ăn. Ừ. Công nhận cá lăng xong á cả nhà. Thịt nó tuyệt vời luôn, nó ngọt mà nó với hai nữa mình ốp gia vị nè. Nó
thơm thơm mà nó cay cay sao sao đâu á, lấy ngon không? Ngon ngon chứ sao sao ao ngon rồi hả? Mà ăn nấm dao ăn à? Cung phèo phèo cúc cung mẹ xương hả? Xương thì không biết dao. Cả nhà ơi, mà anh ba anh thèm rau giờ mình bẻ lá bạch đằng anh đỡ, chứ trong đầu cũng phải đâu có rau đâu cả nhà. Khô quá ai hả? Khô quá sao ăn trời. Sao kêu tôi bẻ rau mà móc cái này có cái gì này lên ăn à? Vậy hả? Thờ rồi đi đây bẻ đằng thiệt chứ thà nói mẹ móc cái gì đây rồi đi có cái gì này. Ủa ủa cả nhà nãy mình quên luôn, khét luôn nhờ anh ba anh nhắc tao bắt bẻ ơi. Đừng cái mẹ luôn đưa nữa. Không, nhưng mà tính ra nhờ cái này nè, con cá nó không khét. Đúng ngon cả nhà. Nhưng mà cái này ngon không thì em nhưng mà cái gia vị nó thấm vô cái này là rất là mặn. Nó mặn. Mặn thì đó mặn nó mới nó mặn. Nó mặn nó mới khác cái nhà, bị gì mình không có ốp đường á. Ốp sợ bông một ngọt nè, đó. Nước xả được hả? Bỏ khác đi. Bỏ khác, bỏ khác. Tuyệt vời. Ngon, ngon quá. Cả nhà biết này gì không? Thì hủ qua tay á. Chỗ nào không khác nó rất là ngọt. Ngọt. Đúng rồi. Mình quá cháy gì khác. Sao có cái gì đó. Đây nè, cả nhà thấy không? Bộ thêm anh em mình mướp nướng. Thì mình sống nông thôn mà có gì mình dùng mấy. Anh ba kêu bẻ đồ lúa ấy đồ lúa á. Cả nhà thấy không? Mướp à. Cả nhà mà nướng mướp ăn là nó ngon cực kỳ luôn á. Cay quá cay. Cả nhà thấy quá. Mướp rồi. Rất là thơm. Mướp non thì khỏi nói luôn mọi người. Nó mọi người ăn cái khỏi chấm gì chân mướp non là tuyệt vời. Cứ ăn thôi tại do nó rất là ngọt. Ngon đúng. Là chút ngon quá ngon. Cái mướp của anh ba nè. Cả nhà mà mướp mà nướng á là vui lịch. Cái mướp của ông Tú nè mọi người. Đó. Đâu nãy còn trái Tú nó mất đi rồi. Nè cả nhà Tú nè, nó mớm mà nó bẻ chứ mớp gì nè, cả nhà thấy được không? Dục bẻ rồi. Quá ngon. Bẻ chứ mớp gì mà chứ dễ gì. Nó như mớp gì ăn. Ừ, nó nè nướng nè cả nhà thấy cái mớm mà Tú nướng không? Nè ăn luôn đi. Nè. Không ăn hả? Do mà nướng mà không ăn. Này nước ra nè, nước nó ăn này có gì khổ nước luôn. Không à, cả nhà bây giờ mình, nếu mình đi khách sạn cái này cũng tốn được, cũng cỡ vài xị á. Nhà hàng, khách sạn làm gì chậm ngủ. Ông ở đây đâu quên mà. Nhà hàng. Khách sạn không dắt là tư giống được. À, đó. Ăn đi. Ăn đi. Cả nhà quá trời luôn, bây giờ nó con cá nó ấy mình ốp đồ nó thấm. Nó ấy là sao tư? Hả? Cái vụ nó ấy là em không biết nè. Con cá mà nó thấm vô này nè. Nó ấy đó đấy hả? Nó ấy rồi, khó giải thích. Ấy hả? Cá nãy nè. Công nhận kìa. Mình ăn cái đầu á. Mà cái nhà dùng cái đầu. Cái nói chung là nồi mình không ơi, bây giờ nó lăn cái lăn lớn là bự lắm cả nhà. Rồi giờ kiếm cái lăn hiếm có cái lăn. Ủa sao mà nó đặt lên nó còn cái lăn cái lăn cục tay. Nó bộ lội không mà sao nó đâu có lăn đâu tao. Ủa, mà đặt ra lăn nó lội không mà nó có ngành nó lội sao mà đặt tên lăn ta. À biết. Ừ. Biết không? Ta ông bà xưa gặp nó có ngành vậy cũng có lăn. Vậy đó hả? Ủa sao mà tao năm nay tao 88 tuổi rồi sao tao không biết con vụ này ta? Ủa mà sao cái ngạnh thì kêu cái ngạnh. Tại sao kêu cái lăng? Ai biết đâu ông bà xưa kêu sao. Chắc rồi vậy. Gặp cái lăng quá. Mình ăn mình lăn lộn luôn. Ngon quá. Cái nhà thì chiều quá nấu cơm không kịp. Chiều hoàng hôn rồi mà giờ anh em mình ẩm thực thì thôi. Để cho anh em thèm rồi. Chứ nấu cơm cũng được. Mà mình kiện quá nó không được, chứ hai nước Tú là miếng vô cơm á cả nhà, là miếng vô cơm á. Cái gì cũng nói thôi tôi nghe người ta. Tôi kia mà vô cơm em chịu vô đâu, bởi cả nhà nó nói rồi sao mà ăn cá mà không chịu ăn cơm, chứ có cơm đâu ăn. Ăn cá nó mà ra rồi lấy gì ăn cơm. Quá đã ngọt quá, thịt rất là ngọt. Quá ngon. Cả nhà mình ăn mà mình nhìn cho nó dòm thấy núi đồ cũng nhớ cả nhà lắm, buồn lắm, mà không biết sao. Nhìn núi cho nó đỡ nhớ cả nhà mình đó. Nhớ cả nhà luôn. Nhớ cả nhà mình luôn mà. Vậy mình dầm núi. Ngày mà không quay cái nó buồn. Ờ nó buồn, nó buồn, nhớ cả nhà nó buồn. Dầm lúa luôn. Đó, đó. Ông trời cũng đang chụp hình đó cả nhà. Chốp 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 vô rồi.
rồi cái nhà có về ghé chỗ đồng đồ thăm đồ dày qué rồi nhưng mà nói cho này buồn ra cái gì cũng dày qué dày qué áo quốc dày qué á quen hay trời. Bây giờ mình chào cả nhà. Bây giờ cũng chiều mưa cũng tới rồi cả nhà ơi. Bây giờ chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Mọi người thì chưa. Hả? Về món ăn mình nói cho kỹ càng cái rồi anh em mình kết thúc hen. Không. Lòng nói đi. Thì mọi người anh em mình hôm nay thì cũng chia sẻ với mọi người về cái món ăn là cá lăng hấp với bầu, nhưng mà anh em mình hấp bằng cái giấy bạc thì nó chắc lẽ cũng khác đi. Chứ mọi người làm mọi người có mỗi cách khác nhau, như mình nghĩ cái gì thì chắc là cũng tương tự nhau thôi. Đúng rồi. Thì khi mà ăn thì mình thấy nó rất là ngọt và ngon. Anh ba anh Tư ông Tú có ý kiến gì không, lên tiếng cái rồi anh em mình có cá này nó anh em mình làm này ít có nhiều nhiều một chút ăn mới đủ. Dạ. Yeah. Còn Tú thì cũng y chang như ông mà. Dạ. Nói chung là bây giờ Tư nói nè cả nhà luôn, cá lăng nó hiếm có lắm, nhưng mà lọc đi mua không biết đâu được, cá lăng này cũng là ngon. Kiến sĩ kiến sĩ đó cả nhà, nó ngang hàng thịt gà nhưng mà thịt gà không đổi nữa đâu, bởi vì nó lăn mà mình ăn vô cái mình lăn tròn. Chào mọi người, hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha mọi người nha. Bye mọi người nha.